Sáng 20 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đến các điểm cầu các địa phương trong cả nước nhằm triển khai quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quỹ phát triển đất và tổng kiểm kê tài sản. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính đã giới thiệu nội dung cơ bản luật đất đai năm 2024. Theo đó, luật đất đai năm 2024 bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ngoài ra, luật đất đai mới còn quy định thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất. Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư, bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất, tiền thuê đất hàng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm. Hội nghị triển khai hướng dẫn về Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, để các địa phương nắm bắt cụ thể công thức tính tiền sử dụng đất để áp dụng bảng giá đất cho phù hợp theo quy định pháp luật. Nghe giới thiệu Nghị định số 104 liên quan quỹ phát triển đất, quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển đất